Hoàng Nhật xin chào các bác. Em giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí Daikin 4 chức năng. Cái chiếc này thì rất là nhiều các bác hỏi nhưng mà hàng thì nó cũng không có nhiều đâu ạ. Riêng cái dòng Daikin 4 chức năng này thì trên thị trường ấy, ngày xưa em bán khá là nhiều. Nhưng mà em đặt nhập đa số là về là anh em dọn rồi. Đây thì nhập cái hàng chưa dọn, về mình tự dọn các bác nhé. Đối với cái dòng Daikin này này, nó 4 chức năng. Thì cái về nói về cái hình thức của nó, nhiều khi các cái phần màu này nó sẽ không đều được các bạn. Nếu mà nhìn trên clip này, nếu mà anh em ủ trắng nhé, ủ trắng bằng hóa chất thì khi các bác mua nó rất là đều, sáng trắng đẹp, rất là bắt mắt, trắng đẹp. Nhưng mà chỉ dùng khoảng vài tháng thì thật sự ra thì nó cũng sẽ lại vàng mà trông nó rất là lem nhem. Cho nên là các bạn này về nó có như thế nào thì em nhập về là em bán nguyên, không có làm gì cả. Đấy, nếu thích trắng đẹp thì mình có thể sơn thôi. Chứ còn bọn này mà dùng hóa chất, anh em hay gọi ủ trắng đấy, rất nguy hiểm. Đấy, một thời gian sau vàng hết. Đấy, con Daikin này chân phương các bác nhé. Đấy, hình thức của nó chân phương như các bác nhìn trên clip thôi. Giá cái chiếc này em bán là 2,8 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Cả nhà lưu ý là cái máy này nó liên quan đến vấn đề hút ẩm. Đấy, hút ẩm thì công suất nó sẽ lớn hơn lọc khí, cho nên mới với những cái biến áp bé một cái nắm đấm này này thì các bạn không thể đút vào đây được đâu. Đấy, cho nên là các bác phải cắm biến áp bên ngoài nhé, cắm biến áp bên ngoài để dành cho hút ẩm. Còn lọc khí thì vô tư, lọc khí thì nó chỉ có vài chục watt thôi. Đấy, lọc khí có mấy chục watt thôi các bạn, lọc khí của nó thế nào, có 70 watt thôi các nhé, lọc khí của nó là 70 watt. Đấy là các bác dùng cho phòng khoảng 50 m2, con này là vô tư lọc khí đấy. Rồi, còn nó sẽ liên quan đến hút ẩm. Đây, hình thức nó là nguyên. Đấy, còn thích trắng đẹp thì sẽ sơn thôi các bạn. Đấy, 2,8 triệu cho một con này, thể ra rất hợp lý con. Và những ngày nồm ấy, những ngày nồm miền Bắc, trong phòng nhà mình rất đơn giản thôi các bác, không cần phải sắm thêm một con máy hút ẩm làm gì. Trong cái phòng ngủ thì các bác chạy con này là cũng khá là vô tư cho vấn đề hút ẩm rồi. Vô tư các bạn, hút ẩm vô tư trong phòng nhé. Bên trong thì các thứ timer thì cũng rất là mới luôn này. Mới luôn nhé. Đây, màng em thay mới rồi, nói chung là sạch đẹp. Con này không có gì để chê cả, vô tư ok, ngon lành. Hình thức chân phương nguyên bản về, chỉ đúng lau bằng Kana, không đánh bóng, không làm bất kể một cái gì luôn đối với những cái con này các bạn. Chất nguyên bản luôn. Nhưng đối với cái hàng này thì chưa lắp hết cái này mà được. Đối với cái hàng này thì để mà trắng đẹp đều thì đều nó rất là hiếm. Họ đa số anh em hay ủ trắng. Nhà em thì nói không với các cái hóa chất đấy thôi. Này, bình nước vừa hút ẩm vừa bù ẩm thôi nhé. Phải sạch. Hút ẩm nước cũng vào đây, mà khi các bác muốn bù ẩm thì các bác cũng đổ nước vào đây. Là nó vừa hai làm hai nhiệm vụ luôn, chứa nước bù ẩm, chứa nước hút ẩm. Bánh xe đây. Đấy, bác nào muốn mua cái chiếc lọc khí Daikin 4 chức năng này thì các bác. Trên máy này thì bọn này nó có một cái tính năng nữa là dò tìm tự động này các bạn này. Ấn nút này thì nó tự động phát hiện độ ẩm của hôm nay nhà bác, các bác cao hay thấp để nó tự động chạy chương trình nhé. Nếu độ ẩm cao thì nó tự động chuyển hút ẩm luôn. Đấy, nếu mà độ ẩm thấp thì nó chuyển sang bù ẩm. Còn nếu độ ẩm trung bình thì nó chạy lọc khí nhé. Đấy, các cái tốc độ lọc khí, các chế độ chạy. Cái này thì mình dịch Google dịch ra rất đơn giản thôi. Đấy, trông nó nhiều chữ này thôi mà thực ra dịch nó không có gì khó các bạn. Hẹn giờ thứ này, đảo gió, giúp lăng các thứ này. Đấy, màng này thì mình không dùng đến rồi. 2,8 triệu các bác nhé.